Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, phóng sự Little Sài Gòn, ai thủ phạm, ai nạn nhân, càng lúc càng khiến nhiều người chú ý. Nhiều người từ quận Cam và Việt Nam đã liên lạc với Phố Bô Sa TV để lên tiếng. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với chị Lâm Thị Bích Nhung ở Việt Nam để chị nói về phần của chị. Xin chào chị Bích Nhung ạ. Dạ, em xin chào anh Vũ Hoàng Lân ạ. Xin cảm ơn chị rất nhiều đã có liên lạc với Phố Bô Sa TV, gửi những cái tài liệu của chị và ngày hôm nay có buổi lên tiếng ngày hôm nay. Trước hết thì chị có thể cho biết đôi chút về chị, về nơi chốn của chị cũng như là công việc của chị, thưa chị. Dạ, em là đang sinh sống ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và đang làm việc ở 32 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1. Chị đã biết tới chị Uyên Phạm từ lúc nào, trong trường hợp nào, và câu chuyện của chị đã bị gạt tiền như chị nói đó, là nó đã xảy ra như thế nào thưa chị? Dạ, em biết qua chị Uyên Phạm là qua một người bạn, là người bạn đó là khách hàng ở spa của em. Thì sau khi cái anh bạn đó dẫn cô Uyên Phạm tới chỗ spa của em để làm việc và chăm sóc da, là gội đầu vậy đó, thì cô mới lại tiếp cận em và tìm bằng mọi cách là để mà mượn tiền. Thì cô gây ra một cái sự là thân thiện, rồi gây để cho em nhìn được cái là cái bề thế của cô, cái sang chẳng của cô, rồi công việc của cô, rồi công ty cô có giới thiệu tất cả. Sau khi đó cô mới mở miệng là làm mượn tiền là với mục đích là có một cái container hàng Spy và Tháp từ bên Mỹ về mà cô đang thiếu tiền. Chị làm ơn chị hỗ trợ giùm em mượn, cho em mượn 40.000, rồi sau 2 tuần thì em sẽ trả lại. Thì mình nghĩ trong cái thời đó là vào thời điểm nào thưa chị? Dạ, bữa là, hồi đó là tháng 8 năm 2016, cách đây 3 năm mà. Như vậy thì nó cũng cùng với thời điểm của chị Thơm Đoàn. Dạ, đúng rồi, em sau Thơm Đoàn khoảng một vài tháng thôi. Dạ, mời chị tiếp tục ạ. Thì cô cho em một cái chỗ ở của cô, xem chỗ ở của cô, rồi công việc của cô, mọi cái thì em nhìn vô cái công việc thì em thấy là đó là cái niềm tin để cô nói chuyện với em về cái phần mà tiền bạc. Thì cô bắt đầu mới cho nó cho em mượn, trong vòng 2 tuần là em sẽ trả lại. Thì em mình nghĩ cái công việc của cô với cái cách giống như là cách sống của cô với là mọi cái ngoại hình của cô, mình nghĩ đó là cái niềm tin. Và cô tới tiệm mình cũng vài lần rồi nên mình nghĩ là thôi cũng không có sao đâu, để cho cô mượn. Thì mình khi mình cho cô mượn là trước đó là chuyển 40.000 cho cô, là chuyển trước là 400 triệu, sau đó mới đưa tiền mặt thêm là 450 triệu nữa là đủ lại cho 40.000. Thì cô mới em mới nói là thôi bây giờ mình cho mình một cái tờ giấy là mượn nợ đi. Thì cô kêu em tới công ty. Tới công ty thì bắt đầu tới công ty cô không nói về cái chuyện mà về viết giấy mượn nợ, mà cô gài em vô cái là góp vốn công ty cho một cái sản phẩm đó. Thôi chị ơi, bây giờ mình em cái hàng về nó cũng có lời lắm, thôi em cho chị vô cái phần này để mai mốt hàng về có trong 2 tuần rồi em gửi lại chị có được không. Thì em viết, thì mình cứ nghĩ là thôi cái giấy nào cũng là giấy, miễn sao em viết cho chị là được rồi, có một cái bằng chứng là em có mượn tiền. Thì cô mới viết cho em một cái tờ giấy là góp vốn, tờ giấy này. Đây. Lâm Thị Bích Nhung là góp vốn cho công ty Phương Oanh, mặt chữ ký là của Phạm Hoàng Phương Nguyên. Đây. Dạ. Thì em nhận và số tiền góp vốn thì bằng đúng với cái số tiền mà chị đã cho mượn. Dạ đúng rồi, thì cô ghi đúng là số 40.000 luôn, cho vào cái phần góp vốn. Thì em cầm cái giấy này về, sau một cái 2 tuần thì em mới điện thoại hỏi cô là Uyên ơi, rồi cái tiền của chị sao rồi, em gửi lại chị nha. Thì cô mới nói thì bây giờ cái hàng của em là đang ở nhập về rồi,
ngay còn cái công ở nó chỗ cảng nhưng mà chưa lấy ra được chị ơi, tại vì do này do kia chứ nó do đủ lý do. Thì em đang thiếu 100 triệu để trả cái tiền để lấy cái tiền hàng ra, thì chị cho em mượn thêm 100 ngay rồi em trả lấy ra là em đưa chị liền. Tại vì ngoài Hà Nội á có đặt cái lô hàng này là đặt cọc em là 50 ngàn rồi, bây giờ em chỉ cần lấy ra rồi em bán cho cô ngoài Hà Nội xong cái em lấy tiền về em sẽ trả chị liền. Thì mình cũng tin điều đó thật nữa thôi, mình đưa thêm tí 100 triệu nữa là cô có nhắn tin, là em có gửi qua cái tin nhắn cho anh đó là mượn giùm em 100 triệu nữa để em đi lấy hàng về, thì em cái đồng ý rồi chuyển cho cô 100 triệu để cô đi lấy hàng ra. Thì cô đưa bằng chứng này bằng chứng nọ thì em cứ nhìn mà em không có để ý, tại vì lúc đó mình chưa 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 nghi ngờ về cái vấn đề lừa đảo của cô, thì mình vẫn đưa tiếp 100 triệu để cô lấy cái hàng của cái công là Spy bên Tháp đó ra. Thì mình đưa tiếp 5 triệu rồi rồi sau đó cũng không thấy hàng ra, bắt đầu tiếp tục mình đặt cái dấu hỏi vô, đầu để tìm hiểu. Thì đi vô công ty của cô thì gặp cô Thơm này, rồi gặp một cái cô là tên là thư ký của cô Uyên Thảm á, là ở đó thôi. Bắt đầu mỗi ngày thì cô Uyên là cứ cứ liên lạc với em rồi nói than thở rồi này kia đủ thứ để mà giống như khước cái nợ đó từ từ để là tiền gia hạn cái thời hạn cho ra. Thì cô nói là đi nước ngoài, khi thì đi công tác chỗ Hà Nội, khi đi này nọ, nó chị chờ em nha. Thì em chờ hoài cũng không thấy hồi âm về cái vấn đề tiền. Bắt đầu em gặp cô liên tục mà cũng không gặp được, vô đến chỗ Cung Hô á, cô hồi đó là cô mướn ở Cung Hô. Xong khi em vô đó rồi cô mới từ từ cô chuyển đi qua bên chỗ Vincom á, gì vậy? Times Square á, để ở thuê một cái căn hộ ở Times Square. Và khi cái thời gian đó cô chuyển thì cô chuyển từ từ. Thì em tới đó thì em hỏi cái người quản lý ở Como á, nói cô Yên đi đâu rồi, nói cô chuyển đi đâu mà mỗi ngày cô chuyển hàng bọc bọc, để là ngày thì túi xách, ngày cái nập chúng có chuyển đồ tài sản cô qua cái Times Square mà chuyển từ từ chứ cũng chuyện lên kia là cái công hô nó không biết cô đi đâu. Thì sau đó thì em mới điện cô nói là mới đi nước ngoài về, thì em đã chuyển qua cái địa chỉ khác đó chị ơi. Thì cô ấy cũng cho em biết cái địa chỉ Times Square và phòng máy. Thì bắt đầu em vô đó rồi bắt đầu em mới tìm hiểu tiếp, thì gặp cô là Thanh Trúc ở Mỹ về, là cô đó cũng chuyển tiền về cái vấn đề mà Spy và Tám. Rồi cô Vương về, cô về kể về cái câu chuyện mà cái bệnh viện, thì gặp cô Thơm đó, thì ba bốn người nhóm nhau mà bả là muốn chia rẽ những cái người giống mà em biết Thơm biết cô Trúc đó, đừng có để cấu lại mà giống như họp lại mà nói chuyện của cô là mới bị lộ ra cái sự thật của nói sau cô này rồi nói sau cô kia, mình cũng nghe là cũng thể để nghe như thế nào. Thì hai ba chị em nói lại thì cùng một vấn đề là cái về Spy và Tháp rồi cái hàng mỹ phẩm đó. Thì bây giờ khi lúc đó thì em mới nói là đích thực là mình đã bị lừa, cô ấy lừa rồi. Bắt đầu mình mới đòi lại từ từ, thì cô mới lâu lâu cô gửi cho em là 20 triệu, lâu lâu gửi 30 triệu, chuyển có chuyển trong tài khoản của em thì cũng không bao nhiêu hết, có tóm lại cũng 100 mấy 200 mấy triệu thôi. Thì lúc đó bắt đầu cô đủ chuyện đủ trò rồi trốn, rồi bắt đầu em mới nhờ tới một cái, em thấy mất cái thời gian của em nhiều quá, đi đòi cũng được mà trả cũng được bao nhiêu hết, em mới nhờ qua một cái công ty thu hồi công nợ. Thì cái công ty đó nhận em một cái hợp đồng, em đưa cái cô người ta học một hợp đồng để ký là nếu mà lấy được tiền của Uyên Phạm thì phải chuyển vào tài khoản của em, mới là em mới đưa hợp đồng. Rồi em mới 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 nói là nếu mà tiền vào tài khoản của em thì mới là thực sự số tiền đó là anh trả. Đòi thì bên công ty đòi nợ không có đòi được cái gì, thì cô chuyển đi chỗ này. Bắt đầu khi cái Times Square là cô bắt đầu trốn đi, cô cũng thiếu nợ đó rất là nhiều. Rồi cô chuyển đi, bắt đầu đi công ty đòi nợ cũng không có tìm được cô. Phía công ty đòi nợ họ có cho biết là họ đã làm những gì mà không đòi được hay không ạ? Thì cũng có gặp qua cô về, cô hứa là cái công ty đòi nợ đây. Đây, cái công ty đòi nợ thì em có ký công ty đàng hoàng, chứ không phải là bên những cái người mà đòi nợ giang hồ là gì. Thì công ty đó là chịu thay trách nhiệm em đi lấy. Thì gặp cô được một hai lần thì cô hứa là
sẽ đưa bao nhiêu bệnh nhân, mà sau khi hứa xong rồi là cô dời cái ở chỗ Times Square đó đi đi chỗ khác, là công ty nó đòi à, bên công ty đòi nợ, không có đòi kiếm được ra cô nữa, là không không có hiệu quả về cái công ty. Xin hỏi ngược lại một tí, hồi nãy chị nói là lúc đầu cái số tiền nó chỉ là cái số tiền cho mượn chứ không phải là cái số tiền hùn vốn. Ban đầu là số tiền cho mượn. Chị biết cái chị Uyên Phạm bao lâu cho tới khi chị cho mượn, mà dường như đó là một cái thời gian không phải là dài, khá ngắn. Làm sao mà trong một thời gian ngắn như vậy mà chị có thể tin tưởng để mà giao cái số tiền 40.000 cho một người chỉ có mượn thôi. Dạ thì cô tới tiệm em thì làm là gây thân thiện, là tới mỗi ngày làm mũi đầu massage, nói chung là rất là nhiều lần, rồi sau đó cô mới mời em qua bên nhà cô ăn uống. Thì vì đi một chung người bạn của em đó, là em biết từ cô là từ người bạn là tên Thanh, thì anh nói cũng dẫn em qua chỗ cô Yên Phạm chơi để ăn uống, rồi cô hướng cô nhị chỉ cho em những cái sản phẩm mà là chuẩn bị làm, cô làm là sản phẩm spa với cái tế bào gốc đó, thì quảng bá rất là nhiều, thì mình thấy cái bề thế của cô, rồi cách sống của cô, rồi mọi cái mình cũng tin tưởng. Thì do mình tin cô sớm quá, đâm ra cô mới đặt cái lòng tin của mình, là cô lợi dụng cái lòng tin của mình. Cô có nói chị nhớ 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 cho em đúng là cho em mượn một cái số tiền để mà em nhập cái hàng này về, nhưng mà thiếu một cái 40.000 nữa thôi, thì nếu như mà chuyển về được rồi thì em sẽ gửi cái tiền lãi ra cho chị. Thì mình cũng nghĩ là thôi, cái tiền đang chưa làm ăn, đang cũng chờ thôi, mình nghĩ cho cũng mượn trong 2 tuần thì cũng không sao, thì tại vì mình tin cổ mình mới cho cổ mượn. Chị nói là thấy cô ấy sống sang chảnh cho nên đặt niềm tin vào. Chị có thể nói cụ thể hơn là những cái chi tiết nào, những cái điểm nào làm cho chị nghĩ như vậy không ạ? Dạ thì em đi theo cô qua cái căn hộ Combo, thứ nhất là đầu tiên biết cô ở Combo thì cô khoe là ở đó là cô mướn 5.000 đô, cái công ty mướn 5.000 đô nữa là thành 10.000 đô, thì mình nghĩ là đó là cái cách sống, là mình đặt niềm tin là nó không lẽ có 40.000 của mình mà cô sống cái kiểu này mà đưa cô đi lừa sao, thì mình tin tưởng đó. Rồi sau khi mà chuyển Combo chuyển qua là Times Square, mà anh biết Times Square là 6 sao, là cô khoe ở đó là 6.000 đô trong 1 tháng, thì mình cũng lại đặt niềm tin đó là ở cô có tiền cô mới sống nhá, còn không có tiền ai mà dám thuê một cái căn hộ cao cấp như vậy. Rồi cô khoe những ở những cái chỗ nào mà 5 sao cô mới ở, chứ còn mà ở 4 sao 3 sao với cái kiểu mà không an toàn là cô không ở đó, nên em mới là đặt niềm tin Khi vậy mà thôi. mượn như vậy đó thì có thế chấp gì hay không thưa chị? À, có thế chấp thì có thế chấp, sau đó em đòi nhiều lần thì cô đưa cho em một cái quyển sổ giấy tờ nhà, sổ hồng ở dưới Vũng Tàu, nhưng mà cái sổ hồng không phải là cô đứng tên mà mẹ cô đứng tên. Nhưng mà anh biết cái sổ hồng đó không phải một mình cô đưa cho em, mà đưa cho rất nhiều người, trong đó là cô có bà chị Thu Hà ở là Thủ Đức, và một số người nữa là cũng là cái miếng đất đó đưa rất cho nhiều người. Khi em về dưới chỗ Vũng Tàu để mà ra công chứng á, thì cái bé công chứng đó cho em biết là trời, cái miếng đất này bà ấy chứ biết bao nhiêu người rồi, chứ đâu phải một mình chị đâu. Thì em mới vỡ lẽ là cũng không được gì nữa, chỉ cầm cái sổ đó giao cho bên cái công ty đòi nợ để cho người ta đi lấy. Cái người bạn tên Thanh là người giới thiệu chị đó thì chị có liên lạc với anh ấy để mà giải quyết vấn đề hay không? Dạ bây giờ cái người bạn tên Thanh đó, sau khi mà em đưa tiền xong rồi á, thì ảnh vô tình anh ngồi với quán cà phê mới gặp người bạn cũ của là Uyên Phạm luôn. Thì mấy người bạn đó nói trời, cái Uyên này nè, trời lừa rất là nhiều người anh ơi, cho mượn tiền rồi mấy trăm triệu, cảm thấy người ta đòi rất là mệt mỏi, người ta không có thèm đòi nữa. Thì anh mới biết cái thông tin đó, anh mới điện thoại cho em liền, tới gặp em liền, nói em ơi, nhưng mà Uyên Phạm này là rất là nhiều người là bị cố lừa rồi, em cẩn thận nha. Đó, khi đó em mới nói chuyện là anh ơi chết rồi, em đưa xong hết rồi anh ơi, mà tới bây giờ em cũng chưa thấy cái tiền bạc hồi âm, với lại cô hẹn rất là nhiều người. Chị tiếp tục liên lạc với chị Uyên Phạm cho tới khi nào thì chấm dứt. Em tiếp tục liên lạc cho tới khi mà năm 2017, có gần 1 năm trời đi tìm kiếm, thí dụ là bên nhờ công ty đi tìm cũng có, em tự đi tìm cũng có, rồi là những cái thông tin mà em biết cổ mà đang giờ ở đâu thì em báo cho bên công ty nó tới. Rồi em có biết nhà của mẹ cô Yên Phạm,
em cũng cũng có nói là em cũng có biết nhà công ty tới hỏi tìm đó có không, nhưng mà thỉnh thoảng cô mới tới cho cô cũng tới đó rồi đi tìm hoài rồi, cho đến khi gần một năm sau là bật tin cô luôn. Thì em có nghe là cô đi về Mỹ rồi, đi đường Campuchia. đi bằng cái đường Campuchia đó, chắc không đi được qua qua hải quan Việt Nam chính thức, tại vì bên tụi em cũng có báo bên bên công an và bên chỗ hải quan á, nếu mà cổ đi ra thì sẽ giữ lại giùm, tại vì đó những cái công nợ này nhiều người bạn nó góp lại để mà đưa cho công an để người ta nhờ ta làm giùm điều đó. Thì cổ không đi được đường sân bay mình từ ở Việt Nam mà cổ đi qua Campuchia xong đi qua Thái Lan xong đi về Mỹ mới là đi được. Khi mà các chị báo với lại công an thì họ giải quyết những cái vấn đề này nó như thế nào ạ? Nói tới công an thì mình đưa tới công an thì cô lại đi gặp người công an đó, cô mua mua chuộc cái sau đó thì mình không biết rồi em luôn. Thì những người nhiều tiền hơn em nữa cũng đã đi tới công an và nộp đơn trên cái chỗ mấy cái chỗ mà Bộ nội vụ. bộ nội vụ á, thì người ta tới gặp đó rồi xong vài lần cũng êm luôn, là do cô tới đó cô làm gì đó thì không biết rồi sau đó rồi êm luôn. Có chị, có chị hoặc là những người cùng cái hoàn cảnh với chị đó có thử qua cái việc mà đi tới tìm các luật sư để mà khởi kiện ra tòa hay không đó chị? Cũng có suy nghĩ tới nhưng mà chưa làm được, tại vì là nghe một cái người là Tony Nguyễn á, Tony Minh á, là cái anh đó là mới 12 tỷ. Tất nhiên là anh đó là làm đại lý chính của một cái sản phẩm spa và tháp này. Ký xong rồi anh ta chuyển cho cô Tiên Phạm là tới 12 tỷ. Thì cái anh đó là nhiều tiền nhất thì anh mới là người đi nộp đơn, thì tụi em chỉ là đi theo để coi cái đường đi như thế nào để hỗ trợ cho anh. Thì anh có nộp đơn trên chỗ bộ nội vụ á, thì người ta nộp đơn vô thì bị ngăn giống là không có hồi âm lại. Cái chuyện đó như thế nào thì em cũng biết nội bộ như thế nào, thì anh cũng chờ rồi anh chờ riết mỏi mòn rồi riết anh cũng tới bây giờ anh cũng êm luôn. Công ty mà nãy giờ chị nói tới là liên quan tới công ty Survival Tabs, là một cái công ty sản xuất các thực phẩm chức năng ở Mỹ. Dạ Và đúng. công ty đó thì có lẽ nếu mà mọi người tìm hiểu thì cũng sẽ thấy được cái công ty đó. Thì nếu mà nghĩ rằng là qua công ty này mà chị Uyên Phạm gạt mọi người đó, thì có ai đã có liên lạc trực tiếp với công ty đó ở bên Hoa Kỳ để mà phản ánh cái việc này hay là tìm hiểu thêm về cái việc này hay không ạ? Dạ, em là có tìm hiểu về cái công ty này thì em qua một cái cô Trúc, đó là Trúc đó là nhân viên của anh Dũng ở Cali, Hoa Kỳ. Thì anh Dũng đó là làm liên kết với cái làm cho chị Uyên này một cái nhà độc quyền gì đó. Thì em hỏi là anh Dũng ơi, anh có xuất về một cái công nào ở bên này cho chị Uyên không? Thì anh Dũng nói thực sự là có xuất một công nhưng mà cô cũng trả tiền không có đủ. Hàng về tới nơi rồi qua công thứ hai cô đặt thì cô không trả tiền, làm người ta tổn thất biết bao nhiêu cái trong cái công đó. Thì có gì em sẽ cho anh một cái số điện thoại của anh Dũng đó, thì anh có thể liên hệ và hỏi hiểu rõ hơn. Đó là những cái việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn mới đây thì có lẽ là chắc cũng chị đã xem qua cái phóng sự ở trên Phố Busan TV, mới tìm lại được cái manh mối về chị Uyên Phạm. Từ Dạ. đó thì chị đã có liên lạc với lại chị Uyên Phạm để mà hai bên có thể dàn xếp với nhau một cái cách nào đó hay chưa? À, không điện thoại thì cô không có liên lạc, cô không có nghe máy, nhưng mà em có nhắn tin qua Viber thì em hỏi là tiền của chị như thế nào, rồi cô bắt đầu nhắn tin lại là có chửi em như tùm lum tà la vậy á. Thì cái đó là cũng hơi tế nhị, thì nếu có cái gì thì em sẽ gửi tin nhắn qua cô chửi em cho anh coi, trong khi mình là người bị mất tiền mà lại bị chửi nữa thì anh nghĩ có tất không? Tức là cái số tiền đó là không cần phải nói về cái ngôn ngữ nó như thế nào, nhưng mà hiện nay cái số tiền đó hai bên nhìn nhận về cái số tiền đó như thế nào? Thì em chỉ cố nhận nhận là cố nhận có tiền em qua thì em có chuyển từ ngân hàng thì có cái phiếu ngân hàng đó, rồi cô có nhắn tin cho em là chuyển giờ nào, em nhắn tin cho cô chuyển giờ nào lấy như ngày nào tháng nào thì có trong cái tin nhắn. Rồi sau khi nhận cô nhận tiền thì em chỉ tới công ty và cô đưa cho em cái tờ giấy góp vốn đó thôi. Không, ý nói là hiện nay đó chị thì vẫn cho rằng là cái số nợ đó là số nợ mà cô Uyên Phạm, nợ của chị. Còn cô Dạ. Uyên Phạm thì bây giờ thì
cái số tiền đó là như thế nào mà chị nói là chửi như thế nào, Cô và nói là cô ấy có xác nhận là vẫn còn thiếu chị cái món tiền đó hay không? cô trả cho tụi bên chỗ công ty đòi nợ rồi nên cái cô không có còn nợ gì nữa, cô nói vậy. Nhưng mà thực sự công ty đòi nợ đâu có lấy được cái vợ đồng nào đâu. Nếu mà lấy đã chuyển tiền qua cho em rồi, đây cô chỉ là nói thôi, nói là thì cô nghĩ là mình đã thuê công ty rồi đây, giữa công ty với cô đã kết thúc rồi. Vậy thì chị có sau đó chị có liên lạc với lại phía công ty đòi nợ Dạ để mà xác có, minh cái điều đó hay không? dạ có liên hệ với riêng mấy công ty đó, thì công ty đó là người quen của em, thì em liên hệ mỗi ngày, thì những cái bằng chứng ghi sao này sao là người ta đưa cho mình coi. Tiền thì phải chuyển qua tài khoản, nhưng mà em chưa thấy tiền thì em cũng, nếu mà không thấy tiền thì tất nhiên là không công nhận. Họ có xác nhận là họ chưa hề nhận được tiền từ Dạ chị chưa, Yên Phạm hay không ạ? dạ chưa, Phía công ty đòi nợ có xác nhận cái điều đó hay không ạ? dạ chưa, chưa có, không có xác nhận được cái số tiền mà cô đã trả hết. Ngoài ra thì cũng có nhiều người ở bên quận Cam cũng như ở Việt Nam đã cũng lên tiếng giống như chị, thì không biết là chị đã có liên lạc với họ hay là họ đã liên lạc với chị trong mấy ngày qua hay chưa chưa và có cái kế hoạch gì về cái vấn đề này hay không? Dạ bây giờ trong cái thời gian em đi tìm hiểu được cái là cái vấn đề mà của lừa bên Cali, thì em có biết là chị Kim Huệ, thì em với chị Kim Huệ với là một số người bạn ở đây đã viết một cái đơn tường trình gửi cho cảnh sát Westminster để mà trình bày cái vấn đề là cô đã lừa đảo mà có chủ mưu, thì em đã gửi qua bên cảnh sát của Westminster của Mỹ rồi, ở quận Cam á. Thì những cái người mà bị hại thì còn em để mà làm ra rõ ra cái vấn đề mà cô ấy là lừa đảo có chủ mưu, để chúng là mong muốn được là bên cảnh sát Mỹ làm rõ được cái vấn đề mà cô lừa đảo. Tương tự như trường hợp của chị thì có ai khác mà chị biết hay không ạ? Dạ theo trường hợp của em thì em sẽ có biết thêm một vài số người mà từ một cái công hàng có 130.000 đô à, mà chị Uyên đã lấy rất nhiều người từ cái công hàng đó, là thí dụ như là anh Tony Minh, là ảnh là ký một cái làm tổng đại lý chính của cô cho cô Uyên Phạm là tới 12 tỷ, cộng thêm là chị Thu Hà ở Thủ Đức tới 2 tỷ, và chị Nhi là cũng gần 4 tỷ, 4 đến 5 tỷ, thì theo như chị Nhi điện cho tôi là cô là bị 4 tỷ đó. Rồi có chị Trúc Linh ở Đà Nẵng 1 tỷ, và chị Thanh Trúc ở Mỹ là 50 ngàn, em là 40 ngàn. Thì anh nghĩ nếu như một cái công hàng có 130 ngàn thôi mà cô ta lấy rất là nhiều người như vậy, thì có phải là có lừa đảo có chủ mưu không? Ở Mỹ thì có lẽ chị cũng biết đó, nếu mà muốn truy tố hay là muốn buộc tội ai thì nó phải có đủ tiến trình, trong đó có cái tiến trình ở tòa án. Nếu mà tòa án ở Hoa Kỳ đòi hỏi chị phải ra mặt như là một nhân chứng thì chị có sẵn sàng tới tận ở bên tòa án ở bên Mỹ để mà làm nhân chứng hay không trong cái vụ này ạ? Dạ, nếu như em có đủ điều kiện để qua tới bên thì em chấp là sẵn sàng để đối chứng với cô vấn đề đó. Cái mong muốn của chị đối với cái vấn đề này là như thế nào? Mong muốn được lấy lại cái số tiền 40 ngàn mà chị đã cho mượn mà nó chuyển thành cái số tiền góp vốn hay là như thế nào thưa chị? Dạ bây giờ tôi chỉ có mong muốn là có thể là đòi lại cái số tiền của tôi đưa cho cô ấy, không phải là vì để muốn lấy lại, nhưng mà lấy lại cái công bằng, công minh cho mọi người. Nếu mà có một cái điều gì đó mà chị nói trực tiếp với lại chị Uyên Phạm thì chị sẽ nói điều gì? Nếu mà em gặp được cô Yên Phạm thì em nói là cô ấy là có một cái đầu óc thông minh, một cái sắc đẹp như vậy, thì nên làm những cái gì để cho đừng có hại người, đừng có lừa ai nữa, thì khi em chỉ mong điều đó thôi. Thì mình Có dùng cái sắc cái chất xám của cô đó để mà làm
làm cho bản thân nó tốt hơn, chứ đừng có vì làm cái lấy cái chất xám thông minh của cô đó mà để đi lừa người khác. Còn với cái kinh nghiệm riêng của chị như vậy thì nếu chia sẻ với mọi người cái hoàn cảnh riêng của chị thì chị muốn chia sẻ điều gì trước khi chúng ta chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay ở đây? À, thì với cái kinh nghiệm của em đã bị cô như vậy rồi thì em chia sẻ là phải cẩn thận, nếu mà gần cô vi phạm đó phải cẩn thận, không được tin những lời cô nói, và mọi việc thì phải 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 nên nói chung là phải cẩn thận hơn, đừng có tin những lời mà ngon ngọt của cô ấy rồi bắt đầu rồi đưa tiền sau đó rồi hối hận. Xin cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ câu chuyện riêng của chị với góc nhìn của chị. Một lần nữa, Phố Bô Sa TV cố gắng tiếp xúc với kể cả chị Uyên Phạm lẫn tất cả mọi người. Mục đích là để đưa câu chuyện ra để mỗi người đều có cái tiếng nói của họ. Dạ. Vấn đề xét xử thì nó là tòa án, vấn đề đánh giá nó là dư luận. Xin cảm ơn chị rất nhiều và xin sẽ cập nhật với chị trong thời gian tới liên quan tới vụ việc này. Xin cảm ơn chị.